với những người đàn ông xuất hiện trong chương trình này, họ sẽ có con. Nói con. Họ sẽ đau đớn, họ sẽ vật vã 9 tháng 10 ngày như thế nào? Để tạo ra một sinh linh là một việc thiêng liêng chứ không phải là một trò chơi. Và Giang đang đón chờ một trong những điều kỳ diệu nhất sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình. Tất cả sẽ có trong chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu, được phát sóng vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3. Cảm ơn thương hiệu FE Credit đã đồng hành cùng chương trình. Chương trình Giọng Hát Việt đã chính thức quay trở lại. Chủ nhân của những chiếc ghế nóng sẽ là bộ tứ huấn luyện viên Lam Trường, Thu Phương, Lưu Phước Thịnh và Tóc Tiên. Đến với Giọng Hát Việt, trước hết thì Trường cũng có một chút xíu lo lắng. Bản thân những người vị trí như Thu Phương cũng đều mong là mình sẽ làm tốt nhất có thể. Những thế hệ cùng ngồi chung trong một chương trình là một trong những điều khá là thú vị. Mặc dù là huấn luyện viên trẻ tuổi nhất nhưng chắc chắn Tóc Tiên sẽ không hề khoan nhượng. Đón xem chương trình lúc 21:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Oppo F7 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cái sự tồn tại của em